Trong mấy ngày vừa qua thì tại Bệnh viện Thẩm mỹ JW thì chúng tôi tiếp nhận một trường hợp, một bạn đến từ Trà Vinh, là cái gương mặt là sơ cứng như bê tông, môi tê, nổi lục cục lỗ nhổn trên mặt hết. Nhưng một cái điều kinh khủng là toàn bộ cái lưng mặt hết, nổi những cục mụ chi chít hết. Chứ bây giờ thấy vậy, có thể là người ta tiêm silicone quá nhiều khắp nơi, mà cái phản ứng đầu tiên của silicone vào cơ thể là phản ứng viêm. Đó, thì chắc là mà nó vui có thể mà chung lên cái lưng bạn nổi như một cái cơm cháy tống tất cả mọi người, thì đó một cái biến chứng khá nặng. Thì sau này nếu nó lành lặn gì thì cái silicone nó ngấm từ từ nó thành cái mảng sơ cứng và da mình tổn thương rất là nhiều. Thà một chỗ mình có thể nạo, mình có thể cắt, mình sửa, còn nó lan tỏa hết. Thì trường hợp bạn này nội yếu tố tôi mổ nạo ở vùng mặt, vùng môi, thì chúng tôi sẽ dùng thuốc để mà nó giảm bớt cái sự đau đớn, giảm cái hiệu viêm để tránh cái sự lan tỏa của silicone. Thực sự đau lòng là tôi thì làm phẫu thuật tạo hình cũng lâu, mà phẫu thuật những ca rất là lớn, nhưng mà cái ca này không phải lớn nhưng mà nó để lại nhiều cảm xúc. Thứ nhất là không hình dung nổi là chúng ta lại sự thiếu biết mà tiêm quá nhiều silicone vào cơ thể, mà tiêm khắp nơi. Thì qua hỏi thì mới biết được là bạn này tự mua silicone về chích cho mình, và chích nhiều 1 đến 2 lít vào khắp nơi cơ thể hết. Và khi chúng tôi xác định được đây là silicone chứ không phải là mỡ nhân tạo như nghe mấy bạn nói và quảng cáo, thì chúng tôi bắt buộc phải phẫu thuật nạo hết cái ra. Tuy nhiên là khi tiến hành phẫu thuật thì cái bờ môi, cái gương mặt bạn cứng ấy, và nó có hiện tượng viêm và sưng toàn bộ hết. Nếu chúng ta mà làm không khéo thì cái sự viêm lan tỏa nó ảnh hưởng rất nặng về gương mặt, nhiễm trùng. Mà chúng ta không giải quyết, cái silicone nó thấm quá nhiều vô trong cơ thể, nó sẽ bị viêm càng nặng nữa. Và khi nạo vào thì nó có một cái khó là đã nạo nhiều lần rồi, mổ nhiều nơi rồi, thì cái sơ cứng và cái đường đi, cái vết mổ nó khác hoàn toàn, rất là khó khăn cho bác sĩ. Và chúng tôi cuối cùng thì chúng tôi vẫn là tách mổ được hai phần trên của cung gò má vào sâu trong đó, vì rất nhiều silicone lỏng nó còn lại mà nó được hút ra, và chúng tôi phải dùng một cái máy áp lực dương đó, hút mạnh ra. Và chúng tôi cũng bơm rửa và bơm kháng sinh, rồi bơm rửa tất cả để tẩy được cái silicone vậy đó. Thì sau khi làm trong vòng vài tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ đó, thì cái cảm giác được cái hai cái cục cứng ở gò má như bê tông đó, nó cảm giác nó xẹp xuống, nó mềm hơn. Thì sau điều trị thì chúng tôi bắt buộc phải tiếp tục điều trị dùng kháng sinh, kháng viêm, đặc biệt kháng viêm giảm đau. Tuy nhiên là cái hành trình điều trị của bạn này nó còn dài lắm, tại vì silicone nó, cái nguyên tắc của silicone là nó thấm lan tỏa hết. Và cái hai, khi người ta chích, người ta không thể biết được chích vào lớp nào cho đúng, thì cơ thể mình có từng lớp, lớp biểu bì, lớp mỡ hay lớp dưới cơ, lớp xương. Còn khi người ta chích là họ cứ dùng kim chích khắp nơi hết, người ta dùng từ là sáu chỗ đầu chích chỗ đó cho đẹp, chứ không biết hết. Cũng may nó không vào mạch máu, nó không thuyên tắc là chết. Mà qua trường hợp này chúng tôi cũng cảnh báo một điều là không có cái mỡ nhân tạo hết, không có mỡ nhân tạo, đó là silicone lỏng. Nên các bạn biết rằng là chúng ta phải hết sức cẩn thận. Cũng sắp tới ngày Tết rồi thì rất nhiều người muốn làm đẹp nhanh gọn để ăn Tết, thì gương mặt mình có chỗ đầu lồi lõm, chỗ đầu nếp nhăn, người gọi là tim chắc làm đầy. Chắc làm đầy cũng rất nhiều loại, chúng ta phải đến cơ sở gặp bác sĩ cơ sở hợp pháp và biết chắc làm đầy là chất gì, an toàn hay không, tim mức độ vừa phải. Và làm đẹp cũng có thời gian, 5-3 ngày một tuần đẹp, không phải tích dây đẹp liền rồi nó sẽ sưng hay nó nhiễm trùng, rất nhiều vấn đề lắm. Qua trường hợp tim siêu tập thể ở Trà Vinh thì chúng tôi cảnh báo tất cả mọi người rằng là không có cái chất lỏng mà mỡ nhân tạo, và mọi người làm đẹp phải rất là tỉnh táo, không, chúng ta không nên làm đẹp mù quáng, phải tìm hiểu cẩn thận, tư vấn nơi gặp bác sĩ đường hoàng, tư vấn ở nơi mà có giấy phép hành nghề rõ ràng. Chúng ta không nghe dụ dỗ là cái này tiêm cho đẹp liền rẻ lắm, ai nhiều người tiêm an toàn rồi. Một điều mà cảnh tỉnh cho tất cả mọi người.